Xin chào cả nhà, hôm nay mình muốn giới thiệu với cả nhà một vườn quýt đường ở làng 3, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đây là vườn quýt đường cực kỳ sai trái. Bây giờ thì mời cả nhà cùng mình tham quan vườn quýt này nha. Dạ, ôi quýt là quýt, rất nhiều quýt, trời ơi là quýt, các bạn xem quýt rất nhiều. Trái rất là xum xê và nặng tiểu cành. Đây là những hình quýt phải nói tuyệt vời. Tôi với anh bạn của tôi cùng đi là như lạc vào mê cung luôn. Các bạn ạ, thích hai anh em suốt đấy là cứ quay thôi. Cứ quay đi chụp thôi chứ. Các bạn thấy không? Trường quýt rất là thơm. Wow. Rất đẹp. Trời ơi, trái là trái. Trái này là phải nói là xây xum xê. Một chùm này chắc bị có 4-5 kg anh nhỉ? 4 kg. 4-5 kg vì quýt to như thế này thì một cỡ 4-5 quả 1 ký á. Bạn thấy không? Rất là âu yếm trời thừa quá. Đây, cận cảnh cho các bạn thấy chùm quýt này. Cận cảnh cho bạn thấy ạ. Đây, lại một cây quýt quá là sai. Các bạn thấy không? Bóng mịn không hề có sâu trong người đó. Đây được gọi là thương hiệu của Bình Phước. Cái vườn quýt này là chuyên xuất về các thành phố, ví dụ như ở Bình Dương này, Sài Gòn này, hay ở các siêu thị lớn, ví dụ ở trong tỉnh Bình Phước hay ở các tỉnh lân cận. Tôi ban góc máy cho các bạn thấy toàn cảnh cái khu vườn quýt này nha. Các bạn thấy không? Trái ơi là trái luôn này. Vàng ươm, tuyệt vời. Tới Bình Phước vào mùa này ấy, thì các bạn cứ tới những vườn quýt như thế này, tha hồ mà selfie, ảnh đẹp lung linh luôn. Vâng, các bạn thấy ạ. Tôi rất hạnh phúc và sung sướng vào một mê cung quýt, quýt vàng, quýt xanh, quýt đỏ. Nói chung là quýt bát ngát là quýt, nằm giữa một cái thảm quýt là gọi là tuyệt vời của Bình Phước. Ai đến Bình Phước một lần xem quýt, trời ơi là quýt. Các quýt vui nhưng mệt. Các quýt vui nhưng mà nó mệt. Nó mệt nhưng mà nó vui. Đó, để hot girl đổ quýt lên xe nữa kìa. Hot girl đổ quýt lên xe. Vừa là hot boy chuẩn bị chở đi. Bây giờ là mùa chính hả chị? Đúng rồi. Là tháng 10. Hiện giờ là tháng 10 là mùa chính, do mùa chính của nó. Còn mùa nghịch là nằm tháng từ tháng 2 tới tháng 4. Mùa nghịch là từ tháng 2 tháng 4. Mùa nghịch là từ tháng 2 tới tháng 4. Đấy chị nói đi. Vậy một năm là mấy mùa chị? Nói chung là nó cắt từ cả 3 tới 4 mùa đó. 3 mùa. 3-4 đợt cắt đó. Dạ. Một hecta là bao nhiêu chị giới thiệu lại chị, vừa sản lượng bao nhiêu ta? 40-50 tấn. Dạ. Như vậy thì sau khi trừ thu phí chi phí xong thì mình lời bao nhiêu? À 400 triệu một hecta. À trừ chi phí xong mình bán này, mình bán cho đầu mối hay là mình cho đổ ra chợ chị? Bán đầu mối. Dạ. Bán cho lái đó, lái vô cân đó. Dạ. Yeah. Là hàng sạch của nhà vườn làm là toàn bằng phân hữu cơ. Yeah. Hàng sạch không, mà cái trái quýt là nó phải mỏng vỏ mà nó chắc trái. Chín vàng cỡ này mà nó vẫn còn không có bị khô đầu mà không có bị ọ bát. Dạ. Rất là đỏ mà không bị khô đầu, rất là chắc trái mà ngọt, rất là ngọt. Đây anh ăn thử đi. Không chê đâu, đừng ngon không anh? Chất lượng luôn á. Rất ngọt.